Nhiều bạn hỏi sắn dây mua ở đâu, củ sắn dây tươi ấy, thì nhà mình là làm bột thế nên nhà mình rất là bận, nhà mình luôn luôn trồng và giao cho mọi người, cái tầm cuối vụ nhà mình vẫn có. Đây thì bây giờ mình sẽ quay sắn dây cho nhà mình cho các bạn xem. Đây, bố mình đang đóng này. Đây, cháu tôm mình á. Rồi đấy, cháu tôm này. Đấy, thôi không cần động ở đây để bờ ông thôi. Đây mọi người nhìn xem, thì nhà mình hôm nay là giao cho một cô ở Đà Lạt 2 tạ, cô ấy liên tục mua nhà mình để cô ấy luộc. Đây mọi người nhìn xem nhé, mã rất là đẹp. Nhà mình trồng chỗ này là ngoài bãi, thế nên là cái sắn dây này nó sẽ đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy nhé. Đây, bố mình sẽ đút vào trong từng cái bao này, mỗi bao này mấy chục cân. Đấy, làm cho mọi người gọn gàng. Sắn này là nhà mình chọn một phần cho cô rồi. Rất là đẹp luôn. Mình sẽ tối nay là xe sẽ đi, nhà mình gửi thì một ngày là đến. Sắn nó sẽ vẫn còn đẹp cho mọi người luộc. Ở trong đấy thì sắn luộc thì bán rất là đắt. Đây cho mọi người xem nhé. Sáng nay rỡ luôn đây này, đất này, củ sắn dây vẫn còn tươi tươi rói rói này. Nhưng cái này là nhà mình cái cơ củ mà từ gọi là củ tia ra. Còn cái bên phía bên này là cái củ tay chân này, nhà mình gửi cho cô bên này, chọn cho cô những củ để luộc. Nhiều lắm các bạn ạ. Bạn nào mà cần sắn dây thì tươi thì cứ liên hệ với nhà mình. Này, cho mọi người nhìn này. Đấy. Sắn dây nhà mình là sắn dây ở Kinh Môn nhé mọi người nhé. Dây ở Kinh Môn Hải Dương nhé. Ship đi mọi nơi luôn. Giá củ luộc cũng có, củ bột cũng có. Nói chung là nhà mình đấy. Giá thì mình cũng chia sẻ thật luôn với các bạn là nhà mình làm bột. Thế nên là khi mà nhà mình ở đây là chỗ thượng quận Kinh Môn thì là gọi là mình sẽ mua luôn luôn rẻ hơn so với những cái mọi người khác. Vậy thứ nhất là ở đây là đất sắn, nhà mình mua về không cần phải đóng bao như này. Đây đóng bao là gửi đi, nhà mình sẽ mua cả một xe. Đây mọi người cứ nhìn này, chở thẳng từ vườn về luôn nó như này. Thì chắc chắn là phải rẻ hơn các bạn mua rồi. Đấy, sau đó nhà mình có thể lọc ra loại nào làm bán củ ria, củ để luộc riêng, làm bột riêng. Đấy. Thế là các bạn cần như nào thì nhà mình cứ lọc ra thôi, còn thừa bao nhiêu thì nhà mình vẫn giữ lại nhà mình làm bột. Rồi đấy, cái thế mạnh của những cái xưởng sản xuất như nhà mình là như thế, thế nên lúc nào cũng có củ đẹp. Và chất sắn ngon, thậm chí nhà mình còn biết chất sắn như nào luôn. Nên là các bạn cần thì cứ liên hệ với nhà mình. Chỗ Kinh Môn nhà mình thì sắn thì sẽ thường trồng muộn hơn những nơi khác. Vì vậy là các bạn rơi vào tầm đầu hè, bây giờ là tháng 3 âm lịch thì vẫn là có. Một số nhà như nhà mình và một số nhà nữa thì mọi người vẫn giữ lại. Sắn trồng muộn, sắn khá là muộn, tháng 5, tháng 6 âm thì nhà mình mới trồng. Thế nên bây giờ sắn nó vẫn gọi là mới, còn chưa đủ một năm qua cái giai đoạn nó xuống củ rồi. Bây giờ sắn vẫn rất đẹp. Chứ không phải là sắn mọi người trồng sớm quá để đến bây giờ mọi người phải đi cắt giàn đâu. 6 hết rồi, nhưng sắn trồng sớm quá, xấu rồi. Thế là mình cũng chia sẻ mọi người, bạn nào mà trồng sắn ấy, thì mọi người là trồng nên làm nhiều đợt, chứ đừng trồng nguyên một đợt hoặc chỉ trồng sớm thôi. Lúc mà bán mà thương lái họ thu mua mà chưa kịp thì sẽ là phải xoay sở rất là mệt, người ta còn ép giá. Xe cho bạn xem sắn nhà mình. Sáng nay đi đào luôn.
cái sắn là đất này, đây các bạn nhìn thấy cái đất chỗ này là đất cát nên là cái củ sắn nó sẽ không sần sùi, nó cứ nhăn. Sắn cũng có nhiều kiểu lắm các bạn. Này đất này, đất cát chưa, toàn đất pha cát chưa, cái chỗ như ngoài bãi. Bạn là cần sắn bao nhiêu cũng có nhá. Nhà mình bây giờ vẫn còn tầm 5 tấn, hơn 5 tấn mọi người ạ. Nhà mình vừa bán kiểu này, vừa để nếu mà không thì nhà mình làm bột. Nhà mình các bạn xem nhiều xưởng sản xuất, xem nhiều đấy. Nhà mình cũng là xưởng sản xuất bột sắn dây. Thế nên là một công đôi việc.